Gam màu cuối cùng là màu da ha các chị. Cái này thì em mặc form hơi rộng nha. Các chị mà mặc chuẩn cái size của mình luôn thì cái form dáng nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều các chị. Bộ này thì size từ 45 cho tới khoảng tầm 76-77kg là các chị mặc vừa. Vòng eo tối đa cho em tới khoảng tầm là 77-97-98 quay đầu là các chị mặc đẹp nha. Chất vải co giãn 4 chiều nè. Đó, độ co giãn tốt, vải dày dặn nhưng mà có độ đanh nên các chị mặc không có sợ là bị nhão vải đâu các chị ha. Và với cái chất vải như thế này thì mặc lên cũng rất là đứng form luôn. Em đứng gần cho các chị mình coi kỹ cái phần họa tiết nha. Hoa thêu 3D sẽ được đính kết rất là tỉ mỉ cho mình luôn ở phần áo nè, phần chân váy nè và phần tay áo ha. Dáng tay thì mặc dài qua khuỷu như thế này. Mẫu này thì em mặc size lớn nha các chị nên là nhìn nó sẽ hơi rộng một chút. Còn các chị mặc chuẩn cái size của mình thì nó sẽ ôm và nó căng hơn nha. Phần cổ áo thì đối với những chị nào mà dáng tròn thì em nghĩ là cổ này các chị mình mặc cực kỳ thoáng, không quá to nhưng cũng không nhỏ đâu các chị ha. Rồi các chị đặt hàng thì nhớ là để lại cho em hai thông tin, số điện thoại kèm mã sản phẩm nha. Hoặc là các chị có thể là nhắn tin trực tiếp cho shop để được nhân viên bên em tư vấn cũng như là chốt đơn hàng sớm cho các chị mình nha. Cảm ơn các chị rất nhiều.